Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của em Đích Mobile nhé. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà tạo mới một cái tài khoản Facebook ở trên điện thoại dành cho những bạn nào chưa biết nhé. Thì ở đây mình dùng điện thoại iPhone để hướng dẫn các bạn. Nếu mà bạn nào mà dùng điện thoại Android, các bạn cũng làm tương tự theo hướng dẫn nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình ứng dụng Facebook. Rồi, thì nếu như mà bạn nào ấy mà cái điện thoại của các bạn mà chưa có tài khoản Facebook ấy, thì nó sẽ hiện lên giao diện như thế này nhé. Ở đây các bạn chỉ cần bấm vào tạo tài khoản. Còn nếu như mà cái Facebook của các bạn đã đăng nhập rồi đấy thì các bạn chỉ việc đăng xuất cái tài khoản ra. Rồi các bạn sẽ chọn vào phần đăng ký tài khoản hoặc là tạo tài khoản mới này. Đó. Rồi đây mình sẽ bấm vào tạo tài khoản mới nhé. Ở đây mình sẽ bấm vào bắt đầu. Rồi thì nó sẽ hiện lên giao diện bạn tên gì. Thì các bạn tên gì thì các bạn sẽ ghi vào nhé. Ở đây mình sẽ đặt tên. Rồi họ thì mình họ Lưu thì mình sẽ đặt là Lưu. Rồi tên, mình tên Huy thì mình sẽ đặt là Huy. Rồi, Lưu Huy, mình sẽ bấm vào tiếp. Sau khi mà bấm xong tên, mình bấm vào tiếp. Rồi, ở đây sẽ là ngày sinh. Các bạn sinh ngày gì thì các bạn nhập vào nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn ngày sinh của mình. Ngày sinh ở trên Facebook các bạn có thể ghi bậy cũng được. Hoặc là các bạn có thể là ghi đúng ngày sinh cũng được. Rồi, thì sau khi mà các bạn chọn xong ngày sinh của các bạn rồi. Các bạn chọn xong ngày sinh của các bạn rồi, các bạn sẽ bấm vào chữ tiếp nhé. Ở đây thì các bạn sẽ chọn giới tính. Các bạn giới tính là gì thì các bạn chọn vào nhé. Mình là nam, mình sẽ chọn vào giới tính nam. Rồi, mình bấm vào tiếp. Rồi, ở đây thì số di động của bạn là gì đấy. Thì nhập số điện thoại di động để liên hệ với bạn. Thì nếu mà các bạn đăng ký bằng số điện thoại thì các bạn sẽ nhập luôn bằng số điện thoại của các bạn vào để mà đăng ký làm cái tài khoản của các bạn nhé. Còn nếu như mà các bạn không có số điện thoại thì các bạn sẽ sử dụng Gmail để đăng ký. Hay chúng ta còn gọi là Gmail. Thì ở đây mình sẽ đăng ký luôn bằng số điện thoại nhé. Bạn nào mà không có số điện thoại mà muốn đăng ký bằng email thì bạn phải vào trong cái email để lấy mã xác nhận nhé. Mình sẽ nhập số điện thoại của mình vào. Số điện thoại của các bạn là gì thì các bạn nhập vào nhé. Rồi, thì sau khi mà các bạn bấm xong cái số điện thoại của các bạn rồi thì các bạn kiểm tra lại xem mà đã đúng cái số điện thoại của các bạn chưa nhé. Rồi các bạn bấm vào chữ tiếp. Rồi, ở đây thì tạo mật khẩu. Thì bạn hãy nhập mật khẩu mạnh. Thì ở đây á, bạn phải nhập ít nhất 6 chữ cái hoặc chữ số, tránh dùng mật khẩu dễ đoán. Rồi thì ở đây mật khẩu của các bạn đặt là gì thì các bạn đặt nhé. Nhưng mà mật khẩu đặt thì các bạn nhớ ghi ra giấy và nhớ là phải đủ các cái điều kiện ở bên trên này này. Rồi thì sau khi mà các bạn nhập xong cái mật khẩu của các bạn rồi thì các bạn có thể là bấm vào cái con mắt này để mà xem lại cái mật khẩu của mình nhé. Rồi đó, sau khi mà thấy đúng cái mật khẩu của các bạn rồi thì các bạn bấm vào chữ tiếp. Rồi, ở đây thì lưu thông tin đăng nhập thì các bạn sẽ bấm vào chữ lưu nhé để mà lưu cái thông tin đăng nhập của các bạn trên cái điện thoại này. Rồi các bạn bấm vào nút lưu. Nếu mà các bạn không muốn lưu thì các bạn bấm vào nút khác nhé. Ở đây thì đồng ý với chính sách của Facebook thì những người dùng dịch vụ này thì các bạn đọc qua nhé. Rồi các bạn bấm vào tôi đồng ý. Rồi, thì ở đây Facebook muốn gửi thông báo đến mình thì mình sẽ bấm vào cho phép nhé. Rồi, thì bây giờ là sẽ phải xác nhận mã đến cái số điện thoại đuôi 24 này của mình này. Mã xác nhận là 178 11. 178 11. Rồi, thì cái mã xác nhận này ấy, thì nó sẽ, các bạn đăng ký bằng số điện thoại thì nó sẽ gửi cái mã xác nhận đến cái số điện thoại của các bạn. Còn các bạn mà đăng ký bằng cái email ấy, thì nó sẽ gửi cái mã xác nhận đến email. Các bạn phải vào số điện thoại, hoặc nếu mà đăng ký bằng số điện thoại thì phải vào đúng cái số điện thoại này thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã nhé. Rồi các bạn nhập xong cái mã rồi các bạn bấm chữ tiếp. Đó, trường hợp mà các bạn không nhận được mã thì các bạn bấm vào tôi không nhận được mã để mà nhận mã mới. Rồi ở đây thì thêm ảnh đại diện này, các bạn có thể là thêm luôn hoặc là các bạn là thêm sau cũng được. Ở đây mình sẽ bấm vào thêm luôn. Rồi chọn từ camera. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn vào một cái ảnh đại diện đây của mình. Đây mình sẽ bấm vào cái ảnh này. Rồi mình sẽ bấm vào chữ xong nhé. Đây các bạn có thể là chỉnh sửa ảnh đại diện. Rồi bấm vào xong. Ở đây nếu mà các bạn muốn chỉnh sửa ảnh luôn thì các bạn bấm vào nút chỉnh sửa này nhé. Để phóng to hoặc là thu nhỏ ảnh. Rồi Huy ơi, chào mừng bạn đã đến với Facebook. Đó rồi, các bạn bấm vào chữ tiếp này. Bật tính năng của danh bạ lên để mà các bạn được Facebook đề xuất những cái người bạn mà có trong danh bạ của chúng ta. Rồi, ở đây thì sẽ bấm OK nhé. Rồi, thì các bạn ở đây thấy có ở đây là cái phần thêm bạn bè này, những người bạn có thể biết này, thì các bạn lưu
ở trong danh bạ này, thì đây là những người có thể biết đó. Rồi ok, thì mình sẽ bấm vào chữ xong nhé. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành bấm vào menu này. Rồi, vào trang, đây là trang Facebook cá nhân của mình. Rồi, tiếp tục thiết lập trang. Thì ở đây các bạn có thể là bấm vào bắt đầu để mà thiết lập. Thì các bạn nếu mà tạo tài khoản mới thì nên bấm chữ bắt đầu này để thiết lập trang nhé. Ở đây thì mình sẽ đóng lại, mình sẽ thiết lập xong. Đây, bấm vào dừng. Đó, đây thì sẽ là trang cá nhân của mình. Thì ở đây là cái phần chỉnh sửa trang cá nhân này. Thì sẽ là thành phố hiện tại này, nơi làm việc, trường, quê quán, tình trạng mối quan hệ. Thì các bạn có thể là bấm một cái cây viết trì này để mà tiến hành viết các cái thông tin ở đây nhé. Ví dụ như là tiểu sử này hay là chi tiết, các bạn có thể là bấm vào thêm. Và thêm nghề nghiệp này, thêm trường học này, quê quán này, mối quan hệ này. À, được rồi các bạn. Thì mình thấy rằng vừa nãy mình đặt họ Lưu tên Huy, thì bây giờ cái chữ của nó bị đảo ngược thành Huy Lưu. Nếu mà các bạn gặp cái trường hợp chữ của các bạn nó mà bị đảo ngược ấy, thì các bạn sẽ bấm vào cho mình đến cái phần menu đây, dấu ba chấm. Các bạn sẽ kéo xuống phía bên dưới nhé, chọn vào mục cài đặt. Ở đây thì các bạn sẽ bấm vào cho mình đến cái phần thông tin cá nhân và tài khoản, các bạn bấm vào. Rồi, ở đây các bạn sẽ bấm vào cái mục tên nhé. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ bấm vào xem lại thay đổi này. Đó, các bạn bấm vào. Bấm vào xem lại thay đổi. Rồi, thì đây là các bạn sẽ chọn lại cho mình. Đây là xem tên trước của bạn. Thì các bạn sẽ bấm vào cái tên Lưu Huy. Cái tên bên dưới này mới là tên đúng của các bạn nhé. Rồi, thì nếu mà tên nó bị lệch thì các bạn sẽ chọn cho nó đúng cái tên của bạn. Để lưu thiết lập này, hãy nhập mật khẩu trên Facebook của bạn. Thì các bạn sẽ tiến hành nhập cái mật khẩu của Facebook của các bạn vào nhé. Mật khẩu Facebook của các bạn là gì thì các bạn nhập vào để đổi tên nhé. Rồi, thì sau khi mà các bạn nhập xong cái mật khẩu Facebook của các bạn rồi, các bạn sẽ bấm vào lưu thay đổi. Đó rồi, thì tên của mình đã được sửa thành Lưu Huy. Đó, thoát ra ngoài này. Bây giờ mình sẽ vào trong trang cá nhân của mình. Rồi, thì tên của mình đã được thay đổi thành... chưa thay đổi hả? Rồi, mình sẽ tiến hành thoát hẳn ra ngoài nhé. Mình vào lại Facebook. Bấm vào menu. Rồi, và trang cá nhân. Thì đây, cái tên của mình đã tên thành Lưu Huy. Rồi, còn mấy cái phần thông tin bên dưới này thì các bạn có thể là chỉnh sửa ngay bằng cách là chỉnh sửa trang cá nhân này. Đó. Rồi, nơi thành phố hiện tại. Rồi, thì cái phần này đây thì các bạn có thể là bấm vào tỉnh thành phố hiện tại này. Đó, nơi các bạn ở thì các bạn có thể nhập vào, ví dụ như là mình ở Đồng Nai thì mình sẽ nhập vào là Đồng Nai. Đó. Rồi chọn. Rồi, ở đây mình ở huyện Trảng Bom thì mình sẽ chọn vào Trảng Bom. Rồi ok, thì mục này có thể là để công khai hoặc không công khai thì mình sẽ bấm vào lưu. Đó rồi, thì tương tự là học vấn hay là công việc hay là các mối quan hệ hay là quê quán thì các bạn có thể là chọn vào đây nhé. Rồi, đây mình sẽ phát ra này. Đó. Đấy, thì các bạn có thể là tùy chỉnh ở trong cái phần này luôn. Rồi, và cái video của mình đã đến đây nhé. Video này mình đã chia sẻ các bạn cách để mà tạo tài khoản Facebook cũng như là thiết lập quay về trang cá nhân. Các bạn thích video của mình, đừng quên giúp mình một like cũng như là bình luận xuống phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình nhé. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.